Xin chào các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Samsung là hãng đang dẫn đầu thị trường điện thoại Android trong nhiều năm qua với rất nhiều dòng điện thoại rất nhiều mẫu mã đa dạng trải dài khắp tất cả các phân khúc luôn và cũng chính vì cái lý do này đã khiến nhiều người dùng đặc biệt là những người dùng và yêu thích Samsung cảm thấy khó lựa chọn để lựa chọn cho mình được một mẫu sản phẩm phù hợp. Ví dụ như là tầm giá tiền này thì họ nên chọn máy nào dòng nào vân vân. Vậy nên video ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn top ba Samsung Galaxy tốt nhất để các bạn có thể lựa chọn cho năm 2023 này nhé. Các bạn có thể tham khảo tất cả các mẫu điện thoại đến từ nhà Samsung chính hãng tại Di động Việt. Còn link tham khảo thì mình sẽ để phần mô tả của video này. được gọi là tốt nhất xét về mặt tổng thể thì mình sẽ lựa chọn cho các bạn đó chính là Galaxy S23 Ultra. So với thế hệ tiền nhiệm thì S23 Ultra không có quá nhiều thay đổi nhưng đây vẫn là một chiếc điện thoại hàng đầu đối với những cái tính năng tốt nhất hiện tại mà nhà Samsung trang bị. Thay đổi lớn nhất trên thiết bị này có lẽ là về camera chính có độ phân giải là 200 megapixel cùng với ba camera hỗ trợ nữa là camera ultra wide và hai camera tele có khả năng zoom quang học khác nhau, đó là 3x và 10x và toàn bộ bốn cụm camera ở phía sau của S23 Ultra cộng với đó là sẽ là có cả phần mềm là những cái tính năng chụp ảnh nữa cũng là một cái lý do để khiến cho S23 Ultra trở thành một chiếc máy tốt nhất xét về mặt tổng thể về phần màn hình thì S23 Ultra có màn hình lớn là 6.8 inch, độ phân giải là 2K+, cộng, tần số quét màn hình là 120 hành, siêu mượt mà và có hỗ trợ luôn cả bút S Pen chuyên dụng để các bạn có thể viết vẽ và ghi chú vân vân. và về mặt cấu hình thì S23 Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ có thể tùy chỉnh và Samsung cũng hứa hẹn là có thể hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài cho sản phẩm này luôn. Và nếu như các bạn có một cái túi tiền khá là rủng rỉnh và các bạn thích một chiếc điện thoại có kích thước lớn như vậy thì các bạn có thể lựa chọn S23 Ultra của nhà Samsung. Đây là một chiếc máy như mình đã nói ngay từ đầu đó là một chiếc máy tốt nhất xét về mặt tổng thể trong năm nay. Thứ hai, điện thoại màn hình gặp tốt nhất chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Galaxy Z Flip 4 cho các bạn rồi. Trước đây khi mà Galaxy Z Flip 3 ra mắt vốn đã nổi bật rồi nhưng mà thế hệ Galaxy Z Flip 4 ra mắt cũng nổi bật không kém luôn. Bên cạnh đó còn có nhiều cải tiến tùy chỉnh tốt hơn đàn anh rất là nhiều. Ví dụ như là cải thiện về thời lượng sử dụng pin này rồi chất lượng camera cũng đã được khắc phục những lỗi đáng chú ý nhất ở đàn anh trước đó. Về thiết kế thì Galaxy Z Flip 4 có thiết kế gập lại nhỏ xinh cùng với bốn màu sắc đơn giản đẹp mắt là xanh, tím, hồng và xám. Màn hình phụ của Z Flip 4 là 1.9 inch tấm nền là Super AMOLED. Khi các bạn mở ra thì màn hình chính của máy sẽ có kích thước là 6.7 inch tấm nền là Dynamic AMOLED 2X cùng với độ phân giải là Full HD+. Tần số các màn hình biến thiên từ 1 đến 120 hack nữa. Và với cái màn hình này thì các bạn cứ thoải mái này lướt web, xem phim, rồi lướt TikTok, chơi game vân vân, có một không gian rộng rãi để các bạn có thể trải nghiệm cái màn hình này. Về phần hiệu năng của Galaxy Z Flip 4 thì được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 của nhà Qualcomm cũng gọi là mạnh mẽ. Và cái thời lượng sử dụng pin cũng như là dung lượng pin cũng được cải thiện hơn là 3700mAh. Các bạn có thể sử dụng trong vòng một ngày dài với các tác vụ cơ bản. Còn về phần camera của Galaxy Z Flip 4 thì sẽ có cụm hai camera, đó là camera chính và camera ultra wide, thiếu camera tele thì cũng là một thiệt thòi dành cho những bạn nào mà yêu thích chụp ảnh rồi vân vân. À, bên cạnh đó thì với những cái mẫu máy màn hình gập như thế này chắc chắn là cái cơ chế gập của nó hoạt động sẽ khiến cho điện thoại của mình không được bền bỉ giống như những mẫu máy truyền thống đâu. Thế nên bạn nào mà có một cái niềm đam mê với điện thoại màn hình gập thì chắc chắn các bạn cũng phải chấp nhận cái việc máy của mình không bền bỉ và cuối cùng thì cũng nhanh gọn lẹ thôi ha. Đó là chiếc điện thoại tầm trung tốt nhất của nhà Samsung ở thời điểm hoặc là ở trong năm nay thì mình sẽ chọn là Galaxy A54 5G. Nó đến ở cái phân khúc tầm trung này thì hiện tại Samsung đã cho ra mắt khá là nhiều những mẫu điện thoại ở cái phân khúc này rồi, nhưng mình vẫn lựa chọn Galaxy A54 5G cho các bạn bởi vì nó có một thiết kế cao cấp này, có kháng nước IP67 rồi là màn hình cũng gọi là ngon trong tầm giá và camera cũng chất lượng nữa. Hơn nữa thì đối với Galaxy A55 5G, thời lượng sử dụng pin cũng được gọi là ổn định và cũng được xếp vào dòng máy gọi là có pin châu. Đặc biệt một điều nữa đó là Samsung cũng cam kết đối với cái dòng máy này là sẽ được cập nhật phần mềm lâu dài. Về cấu hình thì A5 g sở hữu con chip Exynos 1380 cũng gọi là mạnh mẽ ở cái phân khúc tầm trung này. Hiệu suất hoạt động mượt mà ổn định này, các bạn chơi game phổ thông ok và nhiệt độ máy cũng được làm rất là tốt. Nếu như mà so với các đối thủ điện thoại Android khác thì Galaxy A5 5G không phải là một mẫu máy tầm trung tốt nhất, nhưng sẽ là lựa chọn tốt và lựa chọn dễ dàng nhất nếu như các bạn lựa chọn mẫu máy tầm trung của nhà Samsung. Và trên đây là top 3 mẫu smartphone Galaxy mà mình cảm thấy tốt nhất ở cái thời điểm hiện tại này mà các bạn nên lựa chọn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái option khác ví dụ như là Galaxy S22 Ultra này, S23 Plus, A34 5G vân vân. Nói chung đây là những cái cũng là những cái mẫu máy tốt này có giá cả hợp lý, cũng chất lượng cũng ok la để các bạn có thể tham khảo thêm. Còn ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại comment của video này và đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio để chờ đón những video tiếp theo nhé. Bye bye.